Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện. Vụ án ngày hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe. Nó xảy ra ở Hồng Kông các bạn. Có một cái lời đồn đoán rằng ở cái khu chung cư Lai Kinh, Hồng Kông, có một cái căn nhà, đó là căn nhà số 16 ở trên tầng 3. Người ta đồn rằng ở đó là căn nhà bị ma ám các bạn. Người ta nói là người ta hay nghe được những cái âm thanh kỳ lạ phát ra từ cái căn nhà đó, trong một cái quần thể chung cư vậy đó. Nhưng mà rất là nhiều người cứ nghe trong căn nhà đó có những cái tiếng động rất là lạ. Thí dụ như tự nhiên không có người nhưng mà lại nghe tiếng mở tivi, hay nghe tiếng nước chảy, mà hình như có ai đang rửa mặt. Và lạ một cái nữa là cứ 3 giờ sáng mỗi ngày các bạn, là rất nhiều người xung quanh đó nghe được cái tiếng giày cao gót đi lợp cợp trên cái hành lang đó. Và những người thuê căn nhà đó không có ai ở lại được quá một tháng đó. Người ta kêu nó có những cái gì kỳ lạ lắm, người ta không thể ngủ ngon giấc được và cứ nơm nớp lo sợ, người ta trả nhà hoài à các bạn. Sau này chủ đầu tư của cái căn chung cư đó, người ta quyết định là bỏ cái căn đó luôn, bằng cách là xây cái tường bích lại luôn các bạn. Tấm hình các bạn đang xem, hai cái ô đánh dấu màu đỏ đó, trước đây nó là cái cánh cửa để đi vô một căn nhà số 16 trên tầng 3 đó các bạn. Nhưng mà làm cái tường bích luôn, coi như không có căn nhà đó. Người ta sợ đó các bạn. Và sau khi làm như vậy xong, thì những người xung quanh người ta vẫn nghe những cái tiếng động giống như hồi trước. Bích cái tường rồi đó, vẫn nghe lâu lâu có tiếng tivi, tiếng mở nước, rồi tiếng nói chuyện của hai người con gái với nhau. Cái chuyện đó nó kéo cả một khoảng thời gian dài, tới tận năm 2012 mà người ta vẫn còn đồn đoán những cái điều kỳ lạ về cái căn nhà đó. Tất nhiên nó vẫn chỉ là những lời đồn đoán thôi, nhưng mà nhiều người người ta đồn, thành ra thấy nó cũng hơi ghê. Và tại sao người ta lại đồn? Bởi vì ở tại căn nhà đó vào năm 1984 đã xảy ra một cái thảm án. Một cái thảm án thật sự đã diễn ra ở đó các bạn. Mặc dù là đời đồn nhưng người ta có căn cứ. Câu chuyện nó như thế nào? Cái căn nhà đó là của gia đình cô Lương Tuyết Thi. Năm đó cô 22 tuổi. Cô có một người em gái tên là Lương Tuyết Nhạn, 18 tuổi. Và bố mẹ của cô thì khoảng trên 53-54 tuổi gì đó. Lương Tuyết Thi là một người học rất là giỏi. Cô ta tốt nghiệp loại U ở học viện tim sa chỉ các bạn. Và sau khi tốt nghiệp thì cô ta được tuyển vô làm ở một cái cơ quan nhà nước cũng khá là có danh tiếng. Thời điểm đó ở Hồng Kông mà những người được làm ở nhà nước, làm trong cơ quan công quyền là rất là oai các bạn. Cô ta có một người bạn trai. Bạn trai tên là Diệp Thiếu Văn. Lúc đó thì anh ta lại, thời điểm cô ta tốt nghiệp thì anh ta nhập ngũ và tham gia bên quân đội. Từ năm 1981 đến năm 1983 thì hai người này có cái mối quan hệ hẹn hò và yêu đương với nhau. Tình cảm họ phát triển cũng tốt đẹp lắm. Tuy nhiên thì có nhiều người đánh giá cái anh chàng Diệp Thiếu Văn này thì bề ngoài thì đẹp trai, cũng ok, nhưng mà hơi lụy tình. Ảnh nghe lời cái cô Tuyết Thi này dữ dội lắm các bạn. Có những cái thói hư tật xấu mà ảnh từ hồi xưa, ví dụ như hút thuốc, uống rượu, mà từ lúc quen cổ nói một tiếng là bỏ hẳn luôn các bạn. Rồi người ta còn nói rằng ảnh thì rất là thích theo cái nghiệp quân đội, nhưng mà Tuyết Thi không có thích. Tuyết Thi nói với ảnh là thôi đừng tham gia quân đội nữa. Thế là mặc dù sở thích của ảnh, định hướng của ảnh là như vậy, nhưng ảnh cũng bỏ luôn, không đi theo quân đội nữa mà giải ngũ. Rồi sau này thì khi giải ngũ thì ảnh đi làm nhân viên của một cái bar rượu tại một cái khách sạn. Thì nếu mà so ra thì nó bị hơi bị chênh lệch. Cô kia thì làm nhà nước, còn anh này thì làm nhân viên phục vụ quán rượu thì nó cũng bình thường. Nhưng mà cái tình cảm của họ thì vẫn phát triển. Tuy nhiên là gia đình, là bố mẹ của Lương Tuyết Thi không có muốn cho hai người này thành đôi. Tại vì có cảm giác gì đó là không thích Diệp Thiếu Văn.
Có thể là do thấy anh ta không có môn đăng hộ đối và không có tương xứng với con gái mình cho nên ra sức cấm cản. Tuy nhiên hai người này thì người ta vẫn cứ yêu nhau thế thôi. Rồi nó có một cái sự kiện là vào tháng 10 năm 1983 thì cha của Lương Tuyết Thi lúc này bị bệnh nặng và qua đời. Khi mà ổng qua đời, ở nhà còn lại bà mẹ với hai chị em gái Tuyết Thi với Tuyết Nhạn, phụ nữ không à. Thì lúc này Diệp Thiếu Văn với một nhóm bạn của ảnh mới qua để hỗ trợ làm cái tang lễ cho cha của Tuyết Thi và chu đáo từ đầu đến đuôi luôn. Không có ai than phiền gì hết và ai cũng khen là người yêu của Tuyết Thi rất là chu đáo. Thì sau cái sự kiện này, mẹ của Tuyết Thi cũng giống như cũng chấp nhận cái mối tình cảm này bởi vì Diệp Thiếu Văn quá nhiệt tình. Rồi sau một thời gian, Diệp Thiếu Văn được sự tin tưởng mà chuyển qua nhà của Tuyết Thi ở luôn. Ở được tầm 1-2 tháng gì đó thì hay có những cái xích mích với nhỏ em gái, nhỏ Tuyết Nhạn mà 18 tuổi á các bạn. Tại vì nhỏ nó còn đi học, nó còn phải học bài mỗi ngày. Nhưng mà Diệp Thiếu Văn thì coi tivi hay mở tivi lớn lắm, cho nên nó cứ cằn nhằn hoài. Tính của Diệp Thiếu Văn cũng cọc lắm nha. Có một lần Tuyết Nhạn ra nó ý kiến là mở nhỏ lại cho em học bài. Thì không biết đang bực bội hay gì đó mà Diệp Thiếu Văn tát thẳng vô mặt nhỏ em luôn, làm cho nó bị gãy hết một cái răng, chảy máu miệng, ì xèo hết trơn. Tuyết Nhạn nó mới tức, nó mới gọi cho cảnh sát. Thì nói chung tới thì cũng cảnh sát cũng tới, nhưng mà giảng hòa rồi này nọ thôi, chuyện trong nhà mà. Tuy nhiên sau cái lần đó thì bực bội quá, Diệp Thiếu Văn mới về lại nhà của mình, không có ở nhà của Tuyết Thi nữa. Nhưng mà sau đó thì cái chuyện tình cảm của Tuyết Thi với lại Thiếu Văn thì vẫn tiến triển bình thường. Đến thời gian sau thì họ tổ chức đám cưới với nhau. Hai bên cũng rất là vui vẻ và không có cái gì hết. Hai người đám cưới với nhau vào tháng 12 của năm 83 luôn. Nhìn bên ngoài thì gia đình này cũng bình thường thôi. Thì Tuyết Thi dọn về nhà của Thiếu Văn ở thì cũng được bố mẹ chồng cũng yêu thương. Hai bên thông gia thì cũng đối xử tốt với nhau. Tuy nhiên thì không biết là nó có cái lấn cấn gì ở giữa. Thì cái chuyện đó không tin nó không có nhiều. Nhưng mà đến tháng 5 năm 1984 thì tự nhiên có một cái cuộc điện thoại của Thiếu Văn gọi cho mẹ của Lương Tuyết Thi, nói là Tuyết Thi đang bị bệnh, đang cấp cứu ở bệnh viện Queen Elizabeth. Nghe như vậy thì mẹ của Lương Tuyết Thi với lại nhỏ em Tuyết Nhạn là chạy thẳng tới bệnh viện luôn. Nhưng mà khi tới bệnh viện tìm hoài đâu có thấy họ tên nào của Lương Tuyết Thi để hỏi vòng vòng cả buổi trời ở bệnh viện á. Thế là mới chạy ngược về nhà. Thì khi chạy ngược về nhà thì mới biết á, Diệp Thiếu Văn lừa. Mà tự nhiên đi lừa kiểu gì mà vô duyên vậy, đúng không các bạn? Tuyết Thi mới hỏi tự nhiên sao anh lại làm như vậy. Thì Thiếu Văn nói giống như là bị bực cái gì gia đình bên vợ, cho nên là bực nhỏ em với lại mẹ vợ, cho nên là bày cái trò đó ra cho đỡ tức vậy thôi. Các bạn nghe thấy ngộ không? Nhưng mà sau cái chuyện này thì giống như Tuyết Thi cảm thấy là thằng chồng mình nó có cái vấn đề gì đó. Tự nhiên nó đùa theo kiểu ác ý như vậy mà không có tỏ ra là hối hận, không có xin lỗi mẹ vợ hay là gì các bạn. Coi như một trò đùa hiển nhiên, thấy cái sự lo lắng của mẹ mình với nhỏ em mình coi như đó là một cái trò đùa. Cho nên cũng bực bội và dọn về nhà mẹ đẻ ở chứ không ở bên nhà của Thiếu Văn nữa. Đến 5 giờ rưỡi ngày 9 tháng 5 năm 1984, có nghĩa là sau cái vụ mà đùa vô duyên á, 4 ngày sau thì Diệp Thiếu Văn mới đến ngay cái khu chung cư Lai Kinh, nhà của Lương Tuyết Thi. Và những cái người hàng xóm xung quanh ta nhìn cái cảnh đó người ta ngạc nhiên đó các bạn. Tự nhiên thấy Diệp Thiếu Văn quỳ trước cửa nhà của Lương Tuyết Thi vậy đó, quỳ cả buổi vậy đó. Mà cái lúc đó thì Tuyết Thi không có nhà, chỉ có mẹ với lại Tuyết Nhạn ở nhà thôi. Mà hai người này ra nói cỡ nào đi thì Thiếu Văn cứ quỳ gối trước cái cửa nhà vậy đó, không có chịu rời đi. Nói cỡ nào nói cũng không chịu đi, cứ quỳ đó vậy đó. Tuyết Nhạn thì tính nó nóng, nó mới gọi điện cho cảnh sát. Thì cảnh sát cũng lại đến, nhưng mà đến thì khuyên bảo vài lời vậy, nếu đừng làm mất an ninh trật tự của cái khu chung cư, thì có chuyện gì gia đình từ từ giải quyết nhau. Nghe vậy xong thì Thiếu Văn cũng đi. Nhưng mà thật ra đi lánh ra ngoài khỏi khu chung cư đó chút xíu. Đợi đến lúc Tuyết Thi về thì Diệp Thiếu Văn lại quay lại khóc lóc cầu xin Tuyết Thi tha thứ và trở về với mình. Mặc kệ hàng xóm đang đứng nhìn xung quanh thì Thiếu Văn vẫn cứ năn nỉ như vậy.
Năn nỉ một hồi lâu sau thì Tuyết Thi giống như bực bội quá, mới nói là bây giờ anh có đi hay không? Nếu mà anh mà không đi thì tôi sẽ nói tất cả những cái điều mà dơ bẩn của anh cho cảnh sát biết. Nghe đến cái câu này thì nghĩ là Diệp Thiếu Văn có thể nó sẽ đi về, nhưng mà không, vẫn cứ đứng ở đó năn nỉ hoài. Đến lúc mà Tuyết Thi đi vô nhà rồi thì vẫn cứ quỳ ở ngoài cửa năn nỉ. Đến nỗi mà mẹ của Tuyết Thi mới gọi điện cho bên Suya, gọi cho bố mẹ của Thiếu Văn tới để đón Thiếu Văn về. Đến 7:40 thì bố mẹ Diệp Thiếu Văn có mặt ngay tại cái nhà đó, thì thấy con mình đang quỳ trước cửa, nhìn cảnh đó thì nổi nóng, mới chửi Diệp Thiếu Văn là đàn ông đàn an gì mà lụy tình, không có ra dáng đàn ông, ai mà đi quỳ trước cửa nhà vợ như vậy, bao nhiêu người nhìn mà không có biết xấu hổ đó, đại loại vậy, chửi nó te tôi luôn. Thì Diệp Thiếu Văn nghe vậy á, cãi lại luôn, nói là bây giờ nếu bố mẹ muốn con về nhà thì con vẫn về, nhưng mà con về xong con sẽ tự sát liền. Lúc mà nghe hắn hét lên là sẽ tự sát khi về nhà vậy thì bà Tuyết Thi đâu ở trong phòng, trong nhà bà nghe cái bà nói vọng ra, bà kêu là nếu mà anh có chết á thì tôi cũng không có thương xót gì đâu, không bao giờ có một giọt nước mắt nào dành cho anh hết. Nói chung nghe cái câu này thì nó cũng hơi căng căng rồi, nhưng mà nó lại ngộ một cái là sau đó vài phút thôi là Diệp Thiếu Văn tỏ vẻ giống như mình đã hiểu chuyện rồi và đồng ý là đi về cùng với bố mẹ. Nhưng mà trước khi về thì hắn nói để hắn lên tầng ở phía trên á, có cái nhà vệ sinh công cộng để hắn rửa mặt rửa mũi, và nãy giờ khóc lóc quá mà rửa mặt rửa mũi này nọ rồi xuống cùng với bố mẹ đi về. Thì trong lúc mà hắn đi lên trên lầu, mẹ của Tuyết Thi đứng nói chuyện với bố mẹ hắn thì kêu là chắc anh chị phải đưa nó đi khám tâm lý xem sao, chứ thấy nó có những cái thất thường kỳ lạ quá, từ cái trò đùa vô duyên vô cớ của 4 ngày trước rồi hôm nay nó lại qua làm náo loạn cái khu chung cư như vậy. Thì cũng nói anh chị đi coi có bác sĩ nào giỏi giỏi thử coi khám coi nó có bị gì hay không. Thì hai bên Suya đang nói chuyện vậy đó thì Diệp Thiếu Văn quay lại, và khi hắn quay lại thì hắn xách theo một con dao. Con dao đó khoảng 8 inch. Vừa mới tới là hắn chụp cổ bà mẹ vợ, để kề con dao vô cổ liền các bạn. Hắn để con dao vô cổ của mẹ vợ, mồm cứ gào lên nói Tuyết Thi phải ra gặp mình, nếu không ra gặp mình là giết mẹ vợ luôn. Bà mẹ vợ thì giống như bà có linh tính là cái này là nó làm thiệt chứ không phải giỡn chơi, nhưng bà muốn bảo vệ con của bà, thành ra bà gào lên, bà nói là hai đứa ở trong nhà không có được ra, kệ nó này nọ các thứ. Nhưng mà hai cái đứa Tuyết Thi với Tuyết Nhạn ở trong nhà thì sợ mẹ mình bị nguy hiểm, cho nên cuối cùng cũng mở cửa. Và khi vừa mở cửa ra các bạn, không kịp nói tiếng nào hết là Diệp Thiếu Văn bay vào đâm chém liên tục vô người hai chị em luôn. Mới đầu là Tuyết Nhạn bị văng ra là định chạy, nhưng mà thấy Tuyết Thi là bà chị của mình bị anh rể đâm liên tục giống như gục ở đó rồi, thì Tuyết Nhạn mới quay trở lại, mới hoành trở lại định cứu chị, nhưng mà hoành lại thì bị ăn thêm mấy nhát đâm nữa, hai chị em nằm gục chết đè lên nhau, máu lênh láng luôn các bạn. Còn cái bà mẹ lúc đó bà hoảng hốt quá rồi, bà mẹ vợ bà hoảng hốt quá rồi thì cũng lao tới, thì hắn cứa cổ một cái rồi bà mẹ cũng đổ gục ngay đó luôn. Cái lúc này á nha, bố mẹ của Diệp Thiếu Văn giống như sợ quá các bạn, không nói được tiếng gì hay sao đó, đứng nép qua một bên, không động đậy gì luôn, không nói gì hết, cũng không báo cảnh sát. Rồi những người hàng xóm xung quanh, người ta nghe cái tiếng động ồn ào, người ta chạy lên, người ta thấy máu không là máu, người ta sợ, người ta điện cho cảnh sát tới. Lúc mà cảnh sát tới thì Diệp Thiếu Văn với lại bố mẹ của hắn đã đi về nhà rồi. Ở đó chỉ còn lại hai cái tử thi của Tuyết Thi và Tuyết Nhạn, cộng với lại bà mẹ vợ là còn thoi thóp thôi. Cũng may là một chút là cái vết cứa đó nó có thể nhanh quá, nhưng nó chưa đủ cái độ sâu, cho nên vẫn cứu được. Người ta lập tức đưa mẹ của Tuyết Thi đi cấp cứu. Sau đó vài tiếng thì cảnh sát tới nhà của Diệp Thiếu Văn và áp giải Diệp Thiếu Văn về đồn. Quá trình thẩm vấn cũng như điều tra nó diễn ra rất là nhanh chóng, bởi vì Diệp Thiếu Văn cũng không có chối tội gì của mình hết. Đến ngày 20 tháng 10 thì khi đó cái phiên tòa nó được diễn ra,
Diệp Thiếu Văn cũng vẫn y như trong lúc điều tra, không có phủ nhận cái hành động của mình. Cho nên lúc đó thì tòa đã tuyên án hắn là chung thân vì hành vi cố ý giết người. Tuy nhiên về cái phía gia đình cùng với phía luật sư bào chữa cho Diệp Thiếu Văn thì không có đồng ý với cái mức án đó. Tại vì kêu là do bên phía Tuyết Thi đã nói những cái lời nhục mạ và khích tướng đối với Diệp Thiếu Văn, làm cho Diệp Thiếu Văn mất kiểm soát lúc đó, cho nên mới xảy ra cái vụ giết người như vậy. Thì người ta mới đệ lên kháng cáo. Rồi đến phiên phúc thẩm thì tòa án mới phân tích rằng nếu mà giết người trong cái lúc bực tức thì vẫn có thể xảy ra, nhưng nó sẽ phải xảy ra theo cái kiểu là không có dự định trước và diễn ra cái chuyện nhục mạ, chửi bới, thách thức qua lại thì bị kích động, thì người ta có thể đưa vô cái tội là giết người trong trạng thái bị kích động. Tuy nhiên cái con dao 8 inch Diệp Thiếu Văn dùng làm hung khí là do Diệp Thiếu Văn đem từ nhà theo, thủ sẵn trong người. Cái thứ hai nữa là từ cái quá trình cãi vã, Diệp Thiếu Văn đã có gần nửa tiếng đồng hồ để đi rửa mặt rửa mũi theo như lời hắn nói. Thì nếu mà tức giận tức thì là phải làm liền. Còn cái này đã qua nửa tiếng rồi, có nghĩa là đây người ta gọi là giết người có định trước, có kế hoạch, đem theo dao và có cả một khoảng thời gian để bình tĩnh, nhưng vẫn không bình tĩnh và vẫn thực hiện cái hành động giết người. Mà không những vậy là ý định giết ba người, nhưng mà tuy nhiên thì bà mẹ vợ mạng lớn cho nên vẫn còn sống thôi. Và vẫn y án của sơ thẩm là tuyên án hắn chung thân. Nói chung sau cái chuyện này thì các bài báo đăng lên người ta cũng chê trách bố mẹ của Diệp Thiếu Văn, có vẻ như hơi bị bàng quan và quá binh con của mình. Cái thời điểm mà thấy con mình giết người thì cùng với con mình đi về nhà thôi, chứ cũng không gọi báo cảnh sát hay là không có hành động ngăn cản gì thời điểm đó hết. Những người báo cảnh sát là những người hàng xóm. Còn riêng cái tên Diệp Thiếu Văn này thì rõ ràng hắn có một cái gì đó không bình thường nhưng không dễ để nhận ra. Nó có những cái đặc điểm giống như là cảm xúc rất là thất thường. Khi yêu á, làm cái gì nó cũng bị quá lên hết. Người yêu kêu bỏ rượu, bỏ thuốc, cái là bỏ rượu, bỏ thuốc, cái rạch luôn. Thì cái đó là điều tốt thôi, nhưng mà cái hành động để mà làm cái chuyện đó nó theo cái rụp như vậy thì nó cũng hơi ngộ ngộ. Cái bạn nào dân hút thuốc là biết rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ đâu, nó phải từ từ. Cái đó là điều tốt đi thì cũng được đi. Nhưng mà đến cái chuyện mà thích theo quân đội, nhưng mà đến lúc mà Tuyết Thi không thích, kêu bỏ quân đội đi, cũng bỏ cái rụp luôn. Có nghĩa là con người của Thiếu Văn hình như không có chính kiến, tính tình thì hơi bốc đồng và cọc tính. Điển hình là cái chuyện mà nhỏ em nó ra nó cầu nhàu chút xíu mà tát nó mạnh tay đến nỗi gãy răng, trong khi nó là đứa em gái mà em vợ mình nữa, chỉ mới có 18 tuổi thôi mà xuống tay với nó nặng như vậy, thì rõ ràng cái tâm lý của cái người này nó cũng không phải là bình thường rồi. Các bạn cứ để ý cuộc đời mà đứa nào mà các bạn thấy cái cảm xúc nó thất thường quá, nó đang vui mà nó chuyển qua cọc, nó chuyển qua nóng giận mà 360 độ cái rụp luôn, giống như lật mặt luôn á. Mấy đó mấy bạn né mấy người đó ra đi. Theo mình là những cái người mà không có tiết chế được cảm xúc, mà vui buồn thất thường, nóng giận thất thường, mà nó chảy qua các cung bậc không có bước chuyển giao, nó làm cái rụp 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 á, là mấy người đó có thể sẽ nguy hiểm. Không cái nguy hiểm cái này thì cũng nguy hiểm những cái kia. Giống như trường hợp của Thiếu Văn các bạn, đang bình thường có thể nổi cọc lên bất cứ lúc nào, đang quỳ gối, hắn làm gì cũng bị quá lên hết á, đang quỳ gối năn nỉ khóc lóc xin em tha thứ cho anh đi, đi về với anh đi, cái đó anh giỡn thôi này nọ các thứ, xin không được là chuyển qua giết luôn. Các bạn thấy cái cung bậc cảm xúc nó chuyển từ ở dưới, đang là mà đang ở kèo dưới, đang năn nỉ, đang thế này thế nọ, khóc lóc mặc kệ người khác nhìn mình, đàn ông nam nhi mà cứ quỳ gối trước mặt nhà vợ như vậy, người ta nhìn cũng kệ, là có nghĩa là chịu nhục cũng giỏi, không? Nhưng mà đến lúc mà không đạt được mục đích, là từ đang trong cái tình cảnh thảm thương mà chiếm thế thượng phong luôn, cầm dao khống chế bà già vợ rồi giết vợ mình với nhỏ em vợ mình luôn, mà đó là ba người phụ nữ yếu đuối mà hắn cũng làm vậy được. Rõ ràng tên này không bình thường tí nào. Thì đó là lý do tại sao mà căn nhà đó, từ sau cái vụ án đó, người ta cứ đồn đãi
thì những cái tiếng của phụ nữ mà người ta nói, người ta nghe được là có thể là tiếng của oan hồn của Tuyết Thi với Tuyết Nhạn. À mà quên nữa, nói phía này thì cũng phải nói phía kia, để nhiều khi ai gặp cái trường hợp giống vậy còn rút kinh nghiệm. Cái chỗ phía cô Tuyết Thi cũng hơi nặng lời, sỉ vả người chồng của mình trước mặt mọi người, nó cũng hơi lố. Giống như hắn nói hắn về nhà là hắn sẽ tự sát ngay, thì cổ nói ra cái câu gọi là có chết thì cổ cũng không thèm thương, cũng không thèm nhỏ một giọt nước mắt. Giống như kích vào cái tình cảm của Thiếu Văn. Biết Thiếu Văn nó đã lụy tình rồi mà nói chuyện kiểu ruồng bỏ theo kiểu phủ phàng như vậy thì cũng có thể dẫn tới một cái cơn kích động. Tất nhiên cái việc làm của Thiếu Văn là sai hoàn toàn rồi, nhưng ý mình muốn phân tích những cái yếu tố mà đẩy nó lên cao trào dẫn tới cái thảm án như vậy á. Trong cái tâm lý các bạn, ở ngoài đời nó cũng không thiếu những cái kẻ mà bị cuồng yêu đó các bạn. Khi bị chia tay hay là gì, họ sẽ giống như biến thành con người khác, làm những cái hành động mà mình không bao giờ tưởng tượng được đâu. Cho nên tốt nhất nếu lỡ không yêu nữa hay là không muốn chấp nhận cái tình yêu của một người nào đó thì chúng ta phải nên lịch sự, nhẹ nhàng thôi, đừng làm tổn thương cũng như là đừng nặng lời với cái người mà chúng ta định chia tay hoặc là chúng ta định từ chối. Cái nghệ thuật làm cho người ta chán mình, người ta tự rời bỏ, coi vậy chứ nó hay lắm nha các bạn, nhưng mà khó thực hiện lắm. Chứ mình đừng có làm quá, mình sỉ vả rồi nọ các thứ. Mà gặp người bình thường thì chắc cũng không sao, chỉ làm người ta buồn, tổn thương chút thôi. Nhưng mà đối với một số kẻ mà cuồng yêu các bạn, lụy tình quá, nếu các bạn từ chối một cách quá phũ phàng hoặc chia tay một cách quá đột ngột, thêm cái những cái chuyện mà nói chuyện cái lý do chia tay mình còn lăng nhục người ta nữa, thì có thể những cái người đó người ta sẽ bộc phát ra và sẽ có những hành động gây hại cho chúng ta. Đó, các bạn chú ý nha, nhất là các bạn nữ. Ok, kỳ án ngày hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau và những kỳ án tiếp theo nhé. Và các bạn cũng không quên comment cho mình biết ý kiến và nói về những vụ án mà các bạn thích, rồi mình sẽ nghiên cứu kể cho các bạn nghe ha. Ok, bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.